Rồi tiếp tục tôi hướng dẫn các bạn cách mình thay đổi cái danh mục sản phẩm này. Đấy. Thế danh mục sản phẩm này là nó xuất phát từ đâu, cái nguồn gốc nó đi từ đâu tôi sẽ nói luôn. Thì cái cuối cùng của nó, cái hiển thị cuối cùng của nó là nằm ở chỗ phần header vertical menu. Nếu cái này mình cắt đi, danh mục sản phẩm nó sẽ mất. Ví dụ tôi cắt đi nè, thì cái này sẽ mất. Cắt đi thôi, nghĩa là nó chỉ là liên kết thôi, mất thì nó chưa mất. Cắt đi thôi, nghĩa là không dùng nữa. Thì danh mục sản phẩm của tôi sẽ bị mất, thấy chưa? Thấy không? Ở đây tôi kéo nó ra. Tôi kéo nó ra. Ví dụ tôi kéo nó ra đây thì danh mục sản cái danh mục sản phẩm của tôi có ở đây. Nhưng mà ở chỗ đó chỉ là cái liên kết thôi chứ không phải là chỗ cho mình sửa. Nghe. Chỗ mình sửa. Cái chỗ sửa của mình đó nó còn đi thêm hai chỗ nữa mới sửa được. Thì đầu tiên á mình phải chuẩn bị cho mình cái danh mục sản phẩm trước rồi mình mới liên kết ra đó được. Thì danh mục sản phẩm mình chuẩn bị thì mình sẽ quay vô cái phần là quản trị website, cái trang này trang quản trị website. Phần sản phẩm của mình đây, mình thấy mình vô phần danh mục. Ở đây mình sẽ tạo ra tất cả danh mục ở đây. Đây quá trời danh mục ở đây. Thì tất cả danh mục ở đây mình đều có ở đây, đúng không? Thì tạm thời ở đây, tạm thời tôi sẽ xóa hết luôn, xóa hết. Nghe, tôi xóa hết, tôi chọn hết tất cả và tôi xóa. Tôi xóa xong rồi, tiếp theo tôi sẽ tạo ra cái danh mục sản phẩm. Đây. Đầu tiên tôi tạo những cái cha trước, copy nó vô, tên dán vô, chuỗi đường dẫn tỉnh để trống, mô tả thì để trống, hình nếu có bỏ vô, không thì thôi, thêm. Rồi thứ hai, tôi tạo những cái cha trước ấy. Cái con tôi tạo sao sửa gương mặt nè. Các bạn tạo theo cái của bạn, tôi tạo theo cái của tôi ha, cái tạo thêm, copy dán và thêm thôi. Copy dán và thêm thôi ha. Mấy cha trước nha, con tạo sao? Rồi tiếp theo là tạo con là mình tạo con từ trên dưới luôn. Con á thì cái con á mình tạo cái nào con thì mình phải nói nó có cha của nó là ai. Cái cha của nó là danh mục cha, này là tẩy da dầu thì cha của nó là nước tẩy trang, thì mình chỉ định danh mục cha là nước tẩy trang, nhớ chỗ này ngay nước tẩy trang. Rồi thêm thì cái nào con có thể nước tẩy trang là nó con thì nó là chui vô trong của nước tẩy trang nè. Đó rồi tiếp tục như thế mình làm tiếp.
Rồi tao vài cái ha. Vài cái vậy, tạm đi đi. Đó, tạo xong ha. Rồi sau khi mình tạo xong rồi á, cái này là những cái danh mục giống như là tương tự như là mình tạo ra những cái kệ hàng vậy đó. Từ cái kệ này mình để cái sản phẩm gì, kệ kia mình để sản phẩm mình để vô chung một cái kệ, hoặc là vô chung một cái hộp, hoặc vô chung cái thùng rồi đó, là cái kệ. Và sau đó mình sẽ đưa tạo xong cái kệ là để cái kệ này là nằm 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 trong cái kho thôi. Bây giờ mình sẽ đưa những cái kệ này ra bên ngoài cái shop của mình để người ta thấy. Để đưa những cái kệ này ra shop bên ngoài dùng thì trên cái đây nó có một chức năng gọi là menu. Đó, menu. Thì đây mình sẽ tạo mới một cái menu nè. Tạo mới đặt tên là danh mục sản phẩm. Chẳng hạn. Tạo nếu mà báo là tên này bị trùng nè, tại vì có sẵn rồi mình tạo tên khác nha, một sản phẩm hai đi chẳng hạn đó. Tại vì có cái kia bị trùng mình không xóa, mình để đi, mình tạo cái mới, tạo một cái danh mục sản phẩm hai đúng không, nó cái công trùng đây chưa. Rồi sau đó cái kệ này mình sẽ để vô vị trí hiện tại là vertical menu, nghĩa là menu đứng, set vô vị trí hiện tại là vertical menu luôn nó. Rồi sau đó ở đây mình cứ có thấy giữ chuyên mục này. Chuyên mục xem tất cả thì không phải, chuyên mục này không phải. Đây mình kiếm một cái nào, ở đây mình không thấy cái danh mục sản phẩm mình nằm đây để đưa qua, thì mình phải vô tùy chọn hiển thị này. Vô bằng danh mục sản phẩm bật lên. Ở trên đây có nút tùy chọn hiển thị à. Thì ở đây nó mới có danh mục sản phẩm ở đây nha. Đó, mới ra. Còn như mình không không không, không. Mình không bật ở đây á, không bật cái danh mục sản phẩm ở đây. Thì dưới đây không có danh mục sản phẩm đâu. Vô đó tùy chọn hiển thị trên này. Danh mục sản phẩm và bật nó. Thì đây nó mới thấy cho danh mục sản phẩm ở đây. Đó. Mình sẽ đưa qua ha, đưa qua nước tẩy trang trước đúng không? Nước tẩy trang đưa đưa từng nhóm qua nghe, không có đưa một lượt. Đưa từng nhóm nước tẩy trang, bấm chọn nó và kéo xuống dưới thêm vào menu. Đó, thì kéo này vô vô trong. Đó, như là nước tẩy trang là danh mục là luôn. Thử coi, view. View thử. Thử mình thấy là nước tẩy trang đây, mình thấy ra thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Rồi tiếp tục mình đưa làm tiếp danh mục sản phẩm tiếp những cái cần còn lại. Nước tẩy trang rồi tiếp theo là gì? Sữa rửa mặt đúng không? Làm từ cái đừng có làm lượt nha, tại vì mới làm mình không quen, mình làm ít thôi nữa. Đó, kéo vô. Lưu ở đây coi thử icon chưa, có icon tính sao ha. Đó. Rồi rồi tiếp tục mình kéo ra kéo nào hết cái danh mục, hết cái danh mục này thôi nha. Kéo ra hết. Rồi sau khi mình kéo xong ha, mình kéo xong mình nhớ mình kiểm tra lại là mình phải có vị trí hiển thị á và menu và những cái danh mục của mình đó, là kéo xong rồi đó, thì mình lưu nó lại. Rồi sau đó mình ra đây mình F5 á, là mình coi mình thấy là danh mục sản phẩm của mình đó ở đây đó, thì cái đường liên kết nó sẽ bao có, tóm lại sẽ có đi theo ba đường. Đường thứ nhất là nó sẽ cái gốc của nó sẽ nằm ở trong cái phần danh mục sản phẩm. Cái thứ hai á sẽ đi qua cái menu. Cái thứ ba để ra tới cái website của mình là cái người dùng á, thì nằm trong chỗ header tùy biến, header vào đây. Nó đi ra ba đường, cái gốc rễ á, nằm ở trong danh mục sản phẩm, rồi đi qua menu, rồi đi qua header, rồi đi theo nó có bắt đầu vào ba đường nha, nhớ nguyên tắc đó, logic nó như thế.